Chào cả nhà, bây giờ là 8 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2020, là cũng ngày cuối cùng mà nhà nước Thủ tướng Chính phủ ra lệnh quy định là 15 ngày là cách ly tại gia đình đó. Ngày nay là coi như là thứ tư như các bác nha. Mình sẽ cho con đại bàng mình lúc này cho nó sẽ chụp một sóng nha, một chim nha, này là con chim nha, mấy bữa chụp con cá ké này là con chim nha. Giờ mấy bác chờ chút xíu chờ mình cho nó thấy con chim nha. Đây đây là mình nha, các bác nha, để mà ứng mình đây nha. Giờ mình chuẩn bị mình cho nó phi chụp nha. Đứng yên xíu. Rồi xin chào bác nha, bây giờ mình cho nó sẽ phi nha, cho nó phi nó. Chụp bài sáu nha các bác nha. Hôm nay mình chờ cái bàn đi rồi. Thấy các bác nha, mình cho các bác thấy rõ ràng là nó ôm cái chụp cái chim nha. Đây nè, nó ôm chụp chim rõ ràng nha các bác nha. Ôm chụp chim nè. Đó là con chim nha. Chà, giống này mày xả ra được rồi. Lúc nữa tao phải xịt nước rồi. Rồi, xin chào các bác nha. Mày nhổ lại đi. Để tao thử đi. Mình sẽ quay góc độ khác nha các bác nha. Cái góc độ này mình quay rồi, giờ mình sẽ chuyển qua góc độ khác mình quay nha. Chuyển qua góc độ khác nha. Góc độ này đi. Mày lấy của mày mình ghê. Nhổ lông ra. Được chưa? Mấy phút rồi? 4 phút mấy, 5 phút thôi à. Mình xin phép mình ghi khoảng 5 phút thôi. Đó. Rồi, chào hẹn lại các bác ở clip sau nha.